Chào các bạn, hôm nay đại lý phụ kiện gửi đến các bạn đó là dòng sản phẩm adapter Samsung có thông số 14V 2.86A, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm. Đây là jack chân kim. Khi các bạn sử dụng hàng chính hãng thì chắc chắn là yên tâm đến chất lượng của màn hình, sẽ hạn chế được các lỗi hư hỏng như là co hình, nhòe, nhiễu hoặc là chết các linh kiện nguồn cũng như là các thiết bị bên trong màn hình. Hàng có thời gian bảo hành 12 tháng, một đổi một, không sửa chữa. Hãy đến với đại lý phụ kiện để trải nghiệm sản phẩm. Địa chỉ 72 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0944 730 444. Chi tiết tại link miêu tả. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.